Xin kính chào quý vị và các bạn đến với những cập nhật mới nhất, nóng nhất về chiến sự thế giới trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hương Yên. Và sau đây là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Theo NBC News, Tổng thống Vladimir Putin đã lên tiếng cáo buộc Ukraine tìm cách phá hoại cuộc bầu cử Tổng thống Nga, đồng thời cho biết Moscow sẽ trừng phạt Kiev về các đợt tấn công mới nhất phía Ukraine đã liên tục pháo kích vào các khu vực phía Tây của Nga, đồng thời 2.500 quân ủy nhiệm của Ukraine đã tiến hành các nỗ lực tấn công vào hai vùng lãnh thổ Nga bằng xe tăng. Ông Putin phát biểu trước các thành viên Hội đồng An ninh Nga cho biết những cuộc tấn công này sẽ không tránh khỏi sự trừng phạt. Những cuộc tấn công này là vô nghĩa khi xét từ quan điểm quân sự và là tội ác về mặt nhân đạo nhằm mục đích cản trợ cuộc bầu cử Tổng thống Nga. Tôi chắc chắn rằng người dân của chúng tôi, người dân Nga sẽ hồi đáp với tinh thần đoàn kết cao hơn nữa họ ukraine định đe dọa ai vậy người dân nga ư người dân đa sắc tộc ở nga ư hãng thông tấn tass dẫn lời ông putin nói về phần mình kiev cho biết các cuộc tấn công do nhóm vũ trang đóng tại ukraine gồm những người nga chống lại điện kremlin tiến hành không lâu sau khi đăng tải các bài viết về tuyên bố đáp trả của ông putin truyền thông ukraine và phương tây đã đưa tin về một cuộc tấn công ác liệt tại odessa ukraine cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đảo iskander m của nga đã làm nổ tung các ngôi nhà ở thành phố odessa trong vòng chưa đầy 2 tuần đã có 2 ngày lễ để tang ở Odessa được tổ chức. Theo AP, Nga đã sử dụng chiến thuật tấn công kép với mục đích nhằm vào lực lượng cứu hộ hoặc những người đến hiện trường đầu tiên, từ đó gây thêm thiệt hại hoặc tăng số lượng thương vong. Sau đó, Odessa lại tiếp tục ghi nhận tiếng nổ ở phía nam thành phố. Không quân Ukraine phát cảnh báo khẩn cấp rằng máy bay không người lái của Nga đang bay về phía Odessa từ Biển Đen. Ngoài ra, truyền thông Ukraine cũng đã ghi nhận nhiều đợt tấn công dữ dội khác của Nga nhằm vào vùng Dnipropetrovsk, miền nam Ukraine, bằng máy bay không người lái và pháo binh, gây ra thương vong về người, hàng chục ngôi nhà bị hư hại. Nga cũng đã tiến hành các đợt tập kích mới vào sơn và tỉnh Donetsk, các thành phố Kherson, Berislav và Antonivka thuộc vùng sơn làng Novoselivka Persa thuộc khu định cư Ocheretin, tỉnh Donetsk đều trở thành mục tiêu pháo kích, hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Sau cuộc tấn công của nga và odessa, tổng thống ukraine volodymyr zelensky cũng tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng. trong khi đó, tổng thống volodymyr zelensky cho biết sau cuộc trò chuyện với tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang ukraine alexander siskai, ông cảm nhận được các lực lượng vũ trang đang trở nên mạnh mẽ hơn như thế nào. cụ thể, tổng thống nói chúng tôi đã thảo luận với tổng tư lệnh siskai, chúng tôi đã bàn bạc chi tiết về tình hình hoạt động khả năng hiện có của chúng tôi, các mối đe dọa hiện có. Có cảm giác rằng lực lượng vũ trang Rena đang trở nên mạnh mẽ hơn. Ông Zelensky cũng nêu tên những mặt trận đang diễn ra giao tranh ác liệt nhất, đồng thời cảm ơn tất cả các lữ đoàn của chúng tôi, tất cả các đơn vị chiến đấu đã hạ gục binh sĩ đối phương. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo cho biết, các cuộc tấn công hiệu quả gần đây của máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu ở Liên bang Nga chứng tỏ khả năng tầm xa của Rena và vạch trần những điểm yếu của đối phương. Ủy ban bầu cử Trung ương Nga có tên viết tắt là CEC đã công bố kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Hãng TASS dẫn dữ liệu cập nhật mới nhất cho biết, sau khoảng 50% số phiếu được kiểm, đương kim tổng thống Vladimir Putin dẫn đầu với 87,34% số phiếu. Kết quả sơ bộ cho thấy ông Putin đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 và sẽ lãnh đạo Nga trong 6 năm nữa. Tổng thống Putin ngay sau đó đã cảm ơn người dân Nga vì đã bỏ phiếu và ủng hộ ông. Phát biểu tại trụ sở chiến dịch tranh cử của mình, ông Putin cho biết, tất cả chúng ta đều cùng một đội ngũ. Ông nhấn mạnh, nguồn sức mạnh của đất nước là nhân dân Nga, ý chí chung của người dân cả nước được hình thành từ tiếng nói của mỗi người dân. Ông Putin nói, kết quả bầu cử cho thấy người dân Nga tin tưởng vào sự lãnh đạo của ông và rằng chiến thắng này sẽ cho phép xã hội Nga được củng cố, trở nên mạnh mẽ hơn. Ông Putin nói, chiến thắng của ông sẽ cho phép Nga củng cố xã hội và cho thấy nước Nga đã đúng khi chọn con đường hiện tại. Chủ nhân Điện Kremlin khẳng định, mặc dù còn phải đối mặt với vô vàn thách thức, nhưng nước Nga sẽ vượt qua nếu có thể duy trì sự đoàn kết. Ông nói, bất kể ai tìm cách đe dọa, đàn áp ý chí của chúng ta bằng bất cứ cách nào, họ sẽ thất bại kể cả là ở hiện tại hay trong tương lai. Đồng thời cảm ơn sự tin tưởng bằng người dân Nga và cam kết sẽ cố gắng hết mình để giải quyết các nhiệm vụ đặt ra trước mắt đất nước và đạt được những mục tiêu mà Nga xem là ưu tiên cao nhất. Ông Putin cũng dành lời cảm ơn cho những người lính tham gia xung đột tại Ukraine. Ông tuyên bố, ông sẽ làm mọi việc có thể để hoàn tất kế hoạch quân sự ở Ukraine. Ông cho biết, quân đội Nga đang tiến công mỗi ngày và giành thế chủ động trên tiền tuyến Ukraine. Ông Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống, cựu Thủ tướng và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất cũng đã chúc mừng Tổng thống Vladimir Putin vì chiến thắng huy hoàng của ông trong cuộc bầu cử này. Trong khi đó, truyền hình nhà nước Nga ca ngợi sự ủng hộ to lớn dành cho Tổng thống Putin. Trái lại, một số nước phương Tây như Mỹ, Đức, Anh, Ba Lan đã ra tuyên bố về cuộc bầu cử Tổng thống Nga nhưng nhìn chung theo hướng chỉ trích. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charlie Michel đã chúc mừng ông Putin một cách mỉa mai về chiến thắng vang dội từ ngày đầu tiên bỏ phiếu hôm 15 tháng 3. Ngày 17 tháng 3, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga CEC cập nhật Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống nước này năm nay. Thời gian gần đây, Ukraine đã liên tục bắn rơi các chiến đấu cơ của Nga. Tỷ lệ này có vẻ đang gia tăng hơn so với tháng 2. Theo các chuyên gia, thành công gần đây của Ukraine có lẽ là do sự thay đổi chiến thuật của Moscow được triển khai nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Kiev. Ông Justin Brown, chuyên gia về Nga và chiến tranh trên không tại Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh, RUSI nghiên cứu về an ninh và quốc phòng, nói rằng các chiến đấu cơ của Nga đã không còn được triển khai gần chiến tuyến kể từ tháng 5 năm 2023, sau khi hai tiêm kích và hai trực thăng của nước này bị bắn rơi. Khoảng cách đó đã tăng thêm trong những tháng gần đây khi Nga dựa vào việc phóng số lượng lớn bom lượn. Giới phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS cho rằng, máy bay Nga dường như đang mang nhiều bom lượn hơn để tạo ra khoảng cách xa hơn nhằm tránh tổn thất thêm. Tuy nhiên, theo quan sát của ông Brand, sự thay đổi chiến thuật trên của Nga có lẽ giải thích vì sao Ukraine dường như bắn hạ được nhiều máy bay hơn, dù ông nhấn mạnh rằng không phải tất cả vụ bắn hạ máy bay gần đây đều được phía Moscow xác nhận để những quả bom lượn có thể di chuyển đủ xa từ một khoảng cách nhất định đòi hỏi phải bay ở độ cao và vận tốc rất lớn. Điều này đồng nghĩa các chiến đấu cơ của nga phải bay cao hơn, từ đó giúp ukraine có thêm thời gian để phát hiện và nhắm mục tiêu vào chúng. chuyên gia Bran nói. Ông Bran nhấn mạnh điều này sẽ giúp ukraine có thêm thời gian để đánh chặn khi các chiến đấu cơ của nga bay ở độ cao lớn hơn. Còn theo Matthias Eken, chuyên gia về phòng thủ tên lửa tại tập đoàn RAND, mặc dù Ukraine có những thành công gần đây, nhưng điều này rất khó có thể thay đổi cục diện xung đột. Theo chuyên gia Eken, những suy đoán cho rằng Nga sẽ nhanh chóng sử dụng hết kho bom lượn của nước này dường như vô căn cứ. Bom lượn được cho là loại vũ khí khó ngăn chặn và giá thành sản xuất rẻ. Chuyên gia Eken cho biết, có vẻ như Nga sẽ không sớm cạn kiệt bom lượn, mặc dù nước này có thể gặp khó khăn trong việc bổ sung một số loại bom lượn. Cùng với việc kho tên lửa của Ukraine đang cạn kiệt, nếu số lượng tên lửa giảm xuống mức quá thấp, lực lượng không quân Nga có thể hoạt động tự do hơn và gây ra hậu quả lớn cho Kiev. Bản thân các chỉ huy Ukraine cũng phải thừa nhận sức công phá rất cao của loại bom lượn của Nga. Dmitry Rykovy, người phát ngôn quân đội Ukraine cho biết, bom lượn của Nga có khả năng phá hủy hoàn toàn các ngôi nhà và các công trình được sử dụng làm công sự phòng thủ. Một binh sĩ Ukraine thuộc lữ đoàn tấn công hoạt động gần thị trấn chiến lược Abdiivka chia sẻ, những quả bom này phá hủy hoàn toàn bất kỳ vị trí nào. Tất cả các tòa nhà và công trình chỉ đơn giản là biến thành một cái hố sau khi quả bom xuất hiện. Nga được cho là đã tăng đáng kể tần suất sử dụng những quả bom này nhằm vào các vị trí của Ukraine, đặc biệt là quanh ABFK. Nhà báo Pavel Zarubin hôm 16 tháng 3 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được báo cáo về thông tin Ukraine có kế hoạch sử dụng các nhóm trinh sát đặc nhiệm để vượt qua biên giới. Kế hoạch được Nga phát hiện hai tuần trước khi vụ tấn công biên giới mới nhất xảy ra. Ngay lập tức, ông Putin đã ra lệnh thay thế lính nghĩa vụ tại biên giới bằng quân nhân chuyên nghiệp và lực lượng đặc nhiệm. Nhà báo Zarubin nói, Tổng tư lệnh đã ra lệnh rút lực lượng gồm lính nghĩa vụ khỏi biên giới và thay thế họ bằng quân nhân chuyên nghiệp, lính tình nguyện và lực lượng đặc nhiệm. Đó là điều đã được thực hiện. Gần đây, các tay súng phía Ukraine được cho là đã liên tục xông qua lãnh thổ Nga, thực hiện nhiều cuộc tấn công phá hoại tỉnh Belgorod và Kursk. Tổng thống Putin cho rằng những hành động phạm tội vô nghĩa xét về mặt quân sự này nhằm làm gián đoạn cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3. Ông Putin cũng tuyên bố sẽ trừng phạt nỗ lực của Ukraine nhằm phá hoại cuộc bầu cử ở Nga. Đài RT dẫn phát biểu của Tổng thống Putin trong cuộc họp Hội đồng An ninh Liên bang Nga hôm 15 tháng 3 để làm gián đoạn quá trình bỏ phiếu và đe dọa dân thường, ít nhất ở khu vực biên giới, chính quyền Kiev đang tìm cách thực hiện các cuộc tấn công vào khu định cư ở Nga. Tổng thống Putin cho biết 95% số đạn pháo và tên lửa của Ukraine trong đợt tấn công vào vùng biên đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng một số tên lửa và đạn pháo đã vượt qua các hệ thống phòng không và gây thương vong cho dân thường Nga. Ông Putin cho rằng đợt gia tăng căng thẳng có thể là chiêu trò quảng cáo của Ukraine trước công chúng trong nước và những nước ủng hộ phương Tây về một vài bước tiến quân sự. Ông tuyên bố giới lãnh đạo Ukraine sẽ không bao giờ ham dọa được người dân Nga mà chỉ giúp Moscow thêm đoàn kết. Trong khi đó, tại khu vực Semenivka, bằng một cách không thể tưởng tượng được, lực lượng vũ trang Nga đã vượt qua được hàng phòng ngự của Ukraine ở Berichy, vượt sông Duna và thiết lập quyền kiểm soát ở tại đây. Nếu quân đội Nga giành được chỗ đứng, điều này có thể dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của tuyến phòng thủ này. Kênh Deep State của Ukraine cũng thừa nhận, lực lượng Kiev mặc dù đã cơ bản chặn được đà tiến công của đối phương, nhưng vẫn không thể ngăn được lực lượng Nga tiến vào Tonenko và phía bắc Oslipka tại Tây Adipka. Quân đội Nga mỗi ngày tiến rất chậm, Ukraine đã tìm cách khắc phục tình hình, giữ ổn định chiến tuyến sau vài tuần chỉ tháo chạy và rút lui. Và đến đây thì những cập nhật mới nhất về những diễn biến chiến sự thế giới xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.